chào các bạn. Hôm nay là ngày 29 Tết. Đây là một chợ hoa nằm trong khuôn viên của Trung tâm Thể dục Thể thao Phú Thọ, quận 11, nằm kế bên đường Lý Thường Kiệt. Chợ hoa này hàng năm đều được họp tại đây vì có mặt bằng rất là thông thoáng. Đấy, các bạn nhìn thấy rất là thông thoáng. Ở cái chợ này nó khác với các chợ khác là nó đủ thứ, gồm cây cảnh, non bộ bonsai, và kể cả hàng gốm sứ đều có hết. Những chợ khác thì đa số là chỉ có cây cảnh không, cây mai và đào, quất, tắc. Nhưng chợ này nó khác ở điểm đó, và đồng thời là rất thông thoáng. Bông này nở là đẹp này này, đến ngày Tết là đẹp. Đã, cây này đẹp quá. Mai bắt đầu là đẹp rồi đó. Nếu các bạn ở thành phố thì cũng lên ghé qua cái chợ này, bởi vì nó thông thoáng hơn. Mấy cái chợ kia là phải gửi xe. Đồng thời nếu mà ở mấy chợ ven sông là đi lại rất chật chội. Trong khi đó đây rất thông thoáng. Đó, mai rất là đẹp. Hai ngày nữa không biết các bác nông dân có bán được hết. Thường thường người ta bán không hết là người ta lại mang về dưỡng tiếp để sang năm lại bán lại. Đúng các loại. Bông giấy này người ta ghép, ghép rất nhiều màu. Đây có cây mai cho thuê này. Thường thường cái giá thuê là cây mai ví dụ là 20 triệu thì thuê mấy ngày Tết là phải 10 triệu, bằng 50% giá trị của cây. Ở cây này chắc cũng phải 20 triệu thì cho thuê khoảng có lẽ là 10 triệu. Tâm lý bà con là thường là cũng để giáp cận ngày mua cho nó rẻ. Trông nhiều vậy thôi nhưng mà chắc ngày mai là bán hết. Đó, xe trở về đó. Đó, phía xa có mấy cây đẹp quá. Đi những cái chợ nó thông thoáng này thì mình còn ngắm được cây nó mai chính xác này chợ lở những nơi chật chội là cây để chen chúc nhau nhìn đó. Không có rõ được. Đó, đây là khu bonsai.
Toàn Sai, Hòa Non Bộ. Các chợ khác là không có. Những cái bonsai lon cổ bộ này là đa số người miền Trung người ta mang vào. Người miền Nam thì chủ yếu là cây cảnh. Các miền Tây người ta mang lên, bà con nông dân miền Tây họ mang lên khu lên là một cây bông giấy này. Rất là đẹp bà con. Hoa bên dưới khu này là tắc, tắc rất nhiều, sai nhiều trái đẹp. Trưng bày mấy cây này mấy ngày Tết là có nhiều lộc lắm đấy. Khu này đa số là mai ghép. Ở cái chợ này mai ghép nhiều hơn, chứ mấy chợ kia mai thường. Nhiều cây bonsai rất là đẹp. Đây người ta bán thông đêm này, có đèn sáng. Con nông dân này tranh thủ kiếm tiền xài Tết, cây rất là đẹp. Chúng tôi không dám hỏi giá, bà con bán là ế để mà hỏi giá là đôi thôi rồi. Nói chung đến chiều 29 Tết này là cũng hơi vắng. Đang đo không biết ngày mai các bạn nông dân có bán được hết không.
hướng dương, hướng dương rất là đẹp. Đây là những cây mai chiếu thủy. Đó, rất đẹp cây sứ, sứ sứ cảnh. Kia là những cái chậu cúc đại đóa. Cúc rất là đẹp, bà con nông dân trồng giỏi ghê lắm. Đây là bonsai. Đây là những cái đầu con bò tót Đinh Dương, những này không hiểu là có bị cấm. Đỏ ghê. Đây lỡ cái này bạn thấy không anh? Cái đỏ. Lỡ cái này ngay chỗ cái bảng nữa không? Thấy rồi. Bảng này còn rất là nhiều hoa. Không hiểu các bác nông dân có nóng ruột không. À đây, đây là những cây đu đủ lồn này, đu đủ của Đài Loan. Không biết mấy ông Đài Loan cao mà sao trồng cái gì cũng luôn. Và rất rất là nhiều trái, cây nhỏ xíu trái nhiều vô kể. Tôi chưa ăn được cái trái nào được kiểu này. Rồi hết chợ rồi, đến đoạn này là hết rồi. Xin chào các bạn.